Hi, xin chào mọi người. Mình mới gửi xe xong. Bây giờ mình đang đi về trạm của xe hôm nay. Hôm nay mình có chuyến đi là Sài Gòn Long Hải. Đi với gia đình mình nha. Chạm xe hôm nay nằm trên đường Nguyễn Thái Bình, số 83-85. Nít giờ mày sao khóc, đến hồi nãy đứng không khóc sao vậy? Chưa được con, từ từ đi con. A few moments later. Ai vậy? Hello hello. Phải tay đi, phải tay. Yeah. Nít ăn gì vậy hả? Con ăn gì vậy? À, mình ăn xong cho nó khỏe rồi mà đi vậy. Ăn được không? Con ăn đi. Lấy cái tay ra, lấy cái tay ra mày múc cho. Nè. Giơ tay. Giơ tay chào. Hello. Sao nít thấy đâu? Con thấy đâu? Mà bấm đi. À bấm cho con thấy đúng không? Rồi con thấy chưa? Con thấy con chưa? Nè. Nít, con thấy con chưa? Đó, con đó. Thấy không? Không được kèm nghỉ thì đi. Đã hả? Thế hả? Thế hả? Rồi thôi thì mình đi nha. Ok, bye bye. Bye bye. Hi, xin chào mọi người. Sau khoảng 2 giờ đồng hồ, gia đình nhà mình di chuyển từ Sài Gòn đã đến được Long Hải, Bà Rịa Vũng Tàu. Trước mặt mọi người đó là khách sạn gia đình nhà mình đã đặt, tên khách sạn đó là Sea View Hotel. Trong chuyến đi chơi lần này thì gia đình nhà mình đi thành hai top. Mình có con nhỏ cho nên mình chọn limousine của xe Hoa Mai làm phương tiện đi lại, còn top còn lại thì di chuyển bằng xe máy. Bây giờ mới hơn 10 giờ cho nên khách sạn chưa bố trí được phòng cho gia đình nhà mình. Thời gian nhận và trả phòng của khách sạn đó là 1 giờ, cho nên mình sẽ gửi đồ tại khách sạn. Khi nào khách sạn bố trí được phòng thì nhân viên khách sạn sẽ di chuyển đồ của mình vào phòng, còn mình sẽ thuê một chiếc xe máy để đi vào Long Hải. Nè, con kèm một quay nha. Kìa. Ơ, kìa. Đá, con kèm một quay bà đi. Bà đâu rồi? Quay, vô con quay mẹ. Mẹ đâu? Mẹ đó. Cầm cao lên, con cầm cao lên nhìn nè. Đó, con giữ nhìn quá. Đi vệ sinh luôn á. Đi vệ sinh kìa, đi vệ sinh cho mẹ.
stream đi, xe này tới. Tới rồi nào á? Mới tới luôn. Ờ, giờ tính nó đi nhanh không cho anh? Hả? Vậy là tính ra đi cũng nhanh ở chỗ này, thấy định vị là còn cách một khúc xa lắm. Tại vì thấy chụp hình không? Chụp hình gửi định vị qua đây là qua bên đây là thấy còn một khúc xa lắm. Kêu nó hỏi xuống dưới đây quay giờ mưa. Ờ à. À, mình dẫn mọi người đi xem toilet ở này như thế nào nha. Mình vừa tới khách sạn này. Khá là sạch sẽ nha mọi người. Mình đây nha mọi người. Này chắc khu ăn uống của nhà hàng của mình. Khách sạn thiết kế cũng khá là đẹp nha mọi người. Có khuôn viên nhỏ nhỏ ngồi sẽ uống cà phê này. Sân thượng có nhưng mà nó lại như cái nhà nằm trên đây. Mà chỉ nhớ số tiền nữa. Mấy nhà thì người biết nhỏ hơn thì cái đó này có gì? Yeah. Fail. Yeah. Càng nhiều mà so với cái xíu vậy. Thì dĩ nhiên mà ở trong đây thì nó nhỏ chứ. Cái này là quay. Ừ. Quay. Hai mẹ con nghe đâu rồi? Let's go, Lenny.